Chào mừng tất cả quý anh chị. Hôm nay á, Lộc Nguyễn đang ở quận Bình Tân, thuộc khu phố 16, phường Bình Trị Đông, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Một cái vị trí phải nói khá là đắc địa luôn. Hôm nay á, Lộc đi quay nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, một cái vị trí là rất là đắc địa và là trung tâm của Sài Gòn luôn. Thì vị trí ở quận Bình Tân, quý anh chị đi qua Tân Phú nè, quận 11, quận 6 chỉ khoảng 5 phút thôi, và đi qua quận Nhất, quận 3 chỉ tầm khoảng 15 phút thôi quý anh chị. Và căn nhà này á rất là thích hợp để cho quý anh chị nào mà có thu nhập thấp mà muốn sở hữu một căn nhà ngay trung tâm của Sài Gòn, thì đây là căn nhà rất là đáng để cho quý anh chị tham quan ha. Thì căn nhà này á, Lộc Nguyễn được một chị chủ rất là thân gửi cho Lộc để đi review hôm nay cho quý anh chị xem nha quý anh chị. Căn nhà của chúng ta được tọa lạc là ngay quận Bình Tân ha, có diện tích là ngang 3 dài 9, 2 lầu, có đến 4 phòng ngủ, và đặc biệt là có một cái ban công phía trên nữa quý anh chị ơi, khá là đẹp luôn. Thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn bước vào bên trong nhà để chúng ta tham quan ha. Cái nhà của chúng ta được thiết kế rất là nhã nhặn với cái tông màu xanh lam và màu trắng ha quý anh chị. Ở phía trên lầu á, thì phía trước mặt tiền của chúng ta đã được ốp những cái đá, cái gạch đó quý anh chị, kiểu mà giả đá đó, rất là sạch sẽ ha. Nhà chúng ta là nằm trong cái hướng là chánh đông nên rất là phù hợp cho những quý anh chị nằm trong cái hướng đông tứ trạch nha quý anh chị. Trước khi vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái lớp cửa bốn cánh nè. Cửa này được sơn tĩnh điện với tông màu trắng và được ốp những cái đá, những cái kính là kính cường lực không quý chị, nên rất là sang và phù hợp với cái mẫu nhà rất là hiện đại như thế này. Thì với mẫu nhà này á, rất là phù hợp cho những quý anh chị nào mà trẻ trung, những cặp vợ chồng trẻ mới gia riêng, để chúng ta sở hữu một cái căn nhà để làm một cái nơi an cư, lập nghiệp và tài chính thấp á, thì căn nhà này rất là đáng để cho quý anh chị sở hữu ha, với một cái mức giá chỉ hơn 2 tỷ chút xíu thôi. Chính xác là bao nhiêu thì quý anh chị hãy theo dõi hết cuối video, Lộc Nguyễn sẽ báo giá cuối video nha. Đây là một cái khu vực phòng khách rộng tầm khoảng 15 mét vuông không quý anh chị. Tất cả ở trên tường nè đã được ốp gạch lên khá là cao, tầm khoảng 1 mét 6 luôn, và ốp từ khu vực phòng khách cho đến khu vực bếp ha. Ở phía trên hai phía tường chúng ta thì đã được gắn những cái đèn tiếp hai rồi, nên rất là sáng, cung cấp ánh sáng cho khu vực phòng khách của chúng ta. Và phía trên trần được làm là trần dược cấp với những cái màu rất là nhã nhặn, với những cái hình thoi thì rất là sang trọng và hiện đại và phù hợp với cái mẫu nhà, với cái tông màu là màu vàng nhạt không quý anh chị, màu là màu vàng nhạt. Và những cái ổ cắm điện cũng như là công tắc đã được lắp hết cho quý anh chị rồi. Và căn nhà này thì chúng ta tha hồ sử dụng những cái thiết bị điện không quý anh chị. Ở đây thì nó có một cái khoảng không gian trống để cho quý anh chị làm một cái khu vực nhà kho ha. Chị chủ cũng rất là thông minh khi thiết kế khu vực nhà kho với khu vực cầu thang để tiết kiệm thêm cái diện tích của ngôi nhà chúng ta ha quý anh chị. Với một cái khoảng không gian phòng khách này á, thì chúng ta tha hồ set up những cái phần nội thất theo tùy theo ý muốn của chúng ta ha. Thì bên Lộc sẽ hỗ trợ cho quý anh chị làm nội thất luôn, như là bộ ghế sofa hoặc là những cái kệ tủ ốp tường như thế nào đó, thì quý anh chị chỉ cần alo cho Lộc, Lộc Nguyễn sẽ tư vấn về cái phần nội thất ha, đo ni đóng giày từng chi tiết trong căn nhà của chúng ta luôn ha. Thì hiện tại là căn nhà chúng ta là nhà mới tinh luôn quý anh chị, chưa qua sử dụng nên còn trống, thì quý anh chị mà bỏ nội thất vào thì nhìn rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Và đây là cái khoảng không gian cầu thang, nó cũng rộng bề ngang tầm khoảng 1 mét đó quý anh chị. Ở đây á, tay vịn là làm thiết kế bằng gỗ căm xe và những cái hoa văn họa tiết hình hoa sen nè, đó được sơn với cái tông màu đen và màu trắng, làm điểm nhấn cho khu vực cầu thang chúng ta thêm phần đẹp mắt hơn nha. Rồi tiếp theo cùng Lộc Nguyễn xuống khu vực bếp ha. Khu vực bếp á, làm cho mình là tủ bếp dưới nè quý anh chị, đã được ốp đá hoa cương rất là sạch sẽ và ngăn nắp rồi. Ở đây thì cũng có những cái tủ như thế này để cho quý anh chị để đồ ở trong đây ha, và làm cho quý anh chị hai cái bồn luôn để cho quý anh chị dễ thao tác nấu ăn hơn hai nha quý anh chị. Mình sống ở một cái khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh thì phải nói rất là tất bật luôn. Thì mình thiết kế nhà như thế nào đó cho nó vừa gọn nè, vừa tiện tiện lợi ha, cũng như là dễ sử dụng. Thì ở đây á, gia chị chủ cũng đã làm cho mình tủ bếp dưới, và gạch ốp tường nó được ốp lên tầm khoảng 2 mét nè, nên khi mà quý anh chị nấu nướng á, mà có chiên xào dầu mỡ có văng lên tường thì chúng ta cũng có thể dễ lau chùi hơn nha. Và phía trên đây á, còn chỉ còn thiếu một cái tủ bếp thôi. Thì quý anh chị nào mà cần những cái tủ bếp
như thế nào đó, làm theo ý thích mình đó, thì hãy gọi ngay cho Lộc để Lộc Nguyễn sẽ tư vấn để thiết kế cái tủ bếp cho nó rộng, để chúng ta cũng có thể là dễ thao tác cũng như là đựng được nhiều đồ ha quý anh chị. Ở phía bên tay trái Lộc nè có một cái khoảng không gian trống với ống nước vào và ống nước ra cùng với ổ điện phía trên, thì chúng ta vị trí này chúng ta để máy giặt ha. Còn bên tay phải thì chúng ta để một cái tủ lạnh cao lên. Ở đây thì có ổ cắm điện rồi, và chúng ta chỉ cần bỏ thiết bị vào thôi. Kèm theo đó là một cái khu vực phòng vệ sinh ở dưới cầu thang. Mình tiết kiệm diện tích rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Bồn cầu và vòi sen đã được lắp sẵn cho quý anh chị rồi ha. Đặc biệt á, ở đây á, làm cho mình là cái lavabo mình đặt ở phía bên ngoài và có kiến lắp sẵn cho quý anh chị luôn rồi. Thì buổi sáng mà con cái chúng ta vừa đi học và chúng ta cũng chuẩn bị đi làm luôn, thì kẹt phòng vệ sinh thì chúng ta đánh răng rửa mặt ở ngoài đây ha. Đó, rất là thuận tiện cũng như là tuyệt vời ha quý anh chị. Một cái căn nhà Lộc thấy là đầy đủ công năng cho một gia đình tầm khoảng 4 đến 6 người chúng ta ở thì rất là phù hợp luôn. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển lên trên lầu 1 và lầu 2 để tham quan các căn phòng ngủ phía trên nha. Các bậc cầu thang khi mà quý anh chị và cô bác bước lên nè, nó cũng khá là ngắn á, và nó đã được ốp những cái đá hoa cương hết rồi, nên quý anh chị đi nó thêm mát chân hơn nha quý anh chị. Khu vực trên lầu 1 thì sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đầu tiên thì Lộc Nguyễn cho quý anh chị tham quan căn phòng ngủ đầu tiên ha. Căn phòng ngủ này á, thì phía trên trần nè quý anh chị cũng làm cho mình là trần dược cấp với những cái hoa văn hình tròn nhìn rất là đẹp mắt ha. Và đặc biệt á, mỗi căn phòng ngủ của chúng ta tường đã được ốp gạch ốp tường lên tầm khoảng 1m6 cho quý anh chị luôn nè, nên rất là sạch sẽ khi mà quý anh chị nhà nào mà có con nít ha quý anh chị, không có sợ bị vẽ bậy lên tường ha. Căn nhà này thì Lộc thấy rất là thích hợp cho những gia đình nào có từ 4 đến 6 thành viên chúng ta ở căn nhà này thì rất là hợp lý nha quý anh chị. Một căn nhà mà có 2 lầu, có đến 4 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Và đây là căn phòng vệ sinh thứ hai ở trên lầu 1 nha. Căn phòng vệ sinh thứ hai này á, những cái thiết bị rất là cơ bản, bồn cầu, vòi sen đã lắp đầy đủ hết cho quý anh chị luôn rồi. Đặc biệt á, là tường ốp gạch đã cũng ốp lên tầm khoảng 1m8 cho quý anh chị luôn nè. Và trong cái ngôi nhà này thì Lộc thấy nhất là thấy á, rất là thích những cái căn phòng mà nó nằm hướng ra phía ban công á quý anh chị. Ở đây á, phía ban công của chúng ta có một cái cửa chính cũng như là mé bên tay trái có khu vực cửa sổ luôn nha, thì làm cho quý anh chị là kính cường lực nên quý anh chị có thể là nhìn nhìn ra phía ngoài ban công được luôn đó. Thì với ban công này thì chúng ta có thể là phơi đồ trên đây hoặc là trồng cây xanh ha quý anh chị. Đó, quý anh chị nhìn xung quanh nè, một cái quận Bình Tân, một cái khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất rồi, nhà san sát nhau nha. Đặc biệt đó là vị trí căn nhà quý anh chị có thể là di chuyển xe 16 chỗ tới nhà luôn nha. Đường phía trước nhà chúng ta là rộng tầm khoảng 6 mét nha quý anh chị. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển lên khu vực trên lầu 2 ha. Mỗi khu vực cầu thang của chúng ta thì đều có một cái đèn chiếu sáng như thế này để chúng ta cung cấp đầy đủ ánh sáng vào buổi tối cho quý anh chị rõ khi mà chúng ta đi khu vực cầu thang này ha. Quý anh chị hãy nhấn một like và một lượt đăng ký kênh Nhà đất Lộc Nguyễn để luôn là người nhận được những cái video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn đi quay mỗi ngày để gửi đến cho quý anh chị có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Đây là căn phòng ngủ thứ ba nha quý anh chị. Ở phía trên khu vực phòng vệ sinh thứ ba thì có một cái bồn nước đã lắp sẵn cho quý anh chị rồi để chúng ta chứa nước phía trên ha. Và nhà chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng sẽ không bị mất nước ha quý anh chị. Đây là căn phòng ngủ thứ tư, căn phòng ngủ cuối cùng của căn nhà này. Đó, toàn căn nhà của chúng ta thì mọi khu vực cửa sổ cũng như là cửa chính thì đều đã lắp những cái màn cửa hết rồi nha. Đối với căn nhà này thì chúng ta chỉ cần dọn quần áo vào và ở thôi. Và đây là một cái ban công nhìn rất là chill luôn nè quý anh chị. Một cái ban công khá là rộng, rộng tầm khoảng 10 mét vuông nha quý anh chị. Với ban công này thì chúng ta có thể những buổi chiều á, quý anh chị có thể lên đây để thêm vài cái bàn nữa để ngồi cùng bạn bè làm BBQ cũng rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Xung quanh nè quý anh chị, nhìn xung quanh là một cái khu dân cư phải nói nhà rất là đông đúc và san sát nhau rồi,
một cái vị trí rất là đắc địa luôn quý anh chị, với một cái mức giá chỉ hơn 2 tỷ chút xíu thôi. Nên những quý anh chị nào mà cần nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, ở các quận nội thành, thì đây là một sự lựa chọn để cho quý anh chị sở hữu cho mình một căn nhà ở một cái vị trí rất là đắc địa luôn nha. Ủa quý rồi, anh chị. Thì quý anh chị cũng đã tham quan hết căn nhà của chúng ta rồi. Thì Lộc Nguyễn cũng đã hoàn thành sứ mệnh đi review dùng cho chị chủ rất là thân cho của mình, để gửi đến cho quý anh chị một cái mẫu nhà và một cái vị trí rất là hợp lý luôn, với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu một căn nhà nằm ngay vị trí rất là đắc địa của quận Bình Tân, nằm ở khu phố 16 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu căn nhà với diện tích là ngang 3 dài 9, có 2 lầu và 4 phòng ngủ nha, nằm trong cái hướng chánh đông luôn, với một cái mức giá là 2 tỷ 350 triệu. Và mức giá này quý anh chị đi xem mà quý anh chị thiện chí á, mình vẫn còn thương lượng được với chính chủ nhà luôn nha. Thì Lộc Nguyễn thông qua video này, Lộc Nguyễn xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và cô bác trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn và ủng hộ những cái sản phẩm Nhà Đất Lộc Nguyễn nha. Trong quá trình mà quý anh chị xem video á, mà thấy có nhiều vấn đề gì sơ suất cũng như là những cái lời nói mà làm cho quý anh chị không được vui, thì quý anh chị hãy comment dưới video góp ý cho Nhà Đất Lộc Nguyễn, để kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn ngày càng thay đổi, để review tốt hơn, để gửi đến cho những quý anh chị những cái sản phẩm thật là tốt, cũng như là những cái giá thật là rẻ so với thị trường, để cho quý anh chị sớm sở hữu cho mình những cái nền đất cũng như là những cái bất động sản phù hợp với gia đình mình cũng như là mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.